thuốc trị rệp sáp như ở trên hình, và trị trứng và chống những cái con rầy rệp non lớn lên, trị trứng của những cái con rầy rệp chích hút khác ở trên cây cà phê nhé. Cái số này em sẽ gửi về Đắk Nông để làm việc với vườn cà phê đang bị rệp sáp tấn công. Sử dụng cho những cái con rệp sáp mà đã kháng thuốc, cái này thì vẫn trị được cả rệp kháng thuốc rồi nhé. Với cái số này thì có thể pha được khoảng từ 3.000 đến hơn 3.000 lít nước này. Nó có kết hợp cùng với cái chất kích hoạt bám dính loang trải và giúp thuốc thấm sâu nhanh vào trong cái lớp sáp của con rệp nhé. Và kết hợp cùng với cái gói và cái hai chai này nữa thì nó sẽ giúp cho cái diệt con rầy rệp mạnh hơn này, những cái con chích hút nó diệt mạnh hơn nhé. Và còn đồng thời nó còn giúp là diệt cả trứng, nó hạn chế, nó làm ung trứng đi, nó hạn chế những cái việc như là cái con rầy rệp non lớn lên, lột xác lớn lên nhé, nó ngăn chặn cái vòng đời của những cái con đấy. Thế nên là nó sẽ quét sạch được nhiều rầy rệp hơn nhé. Cô chú anh chị em nhà mình mà có vườn cà phê mà đã xịt thuốc nhiều lần rồi mà vẫn chưa diệt được nhiều ấy thì cũng có thể là liên lạc với em qua cái số ở trên màn hình đấy nhé. Sử dụng cái thuốc của em đây thì cái thuốc em đây nó giúp để diệt được cả những con rầy rệp đã kháng thuốc rồi nhé, và diệt cả trứng luôn nhé. Hai gói mãnh hổ với một chai trùng diệp và một cái chai kích hoạt bám dính loại nhỏ này ấy, là các anh chị pha được khoảng tầm 400 lít nước. Còn nếu mà 1.000 lít thì các anh chị dùng khoảng tầm 5 gói này kết hợp với 2 chai rưỡi này và cùng với 1 chai kích hoạt bám dính loại mạnh này nhé, cho 1.000 lít để phun xịt lên. Các anh chị phun ướt đều về thân cành lá của cây cà phê. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.